những người như Vi á cũng có cảm nhận của mình và cũng có quyền được làm những thứ mà mình muốn. Ở trong cái hành động này cũng lâu rồi không có trai đẹp. Tiểu yêu của ta đâu rồi đó hả? Dạ đây nè. Nhà người đưa hắn vô trong phòng cho ta đi. Dạ tao làm. Xin chào những người bạn vui vẻ trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, Phú đang ở trong một căn nhà rất là xinh đẹp của em Vi. Vi hiện nay sống tại thành phố Đà Lạt. Hôm nay Phú muốn mời tất cả các bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng những kỹ năng hết sức là tuyệt vời của Vi. Bây giờ mình sẽ mở cánh cửa này xem thử Vi xuất hiện với trang phục gợi cảm như thế nào. Đâu. Đây là em mở luôn. Xin lỗi các bạn, đó là toilet. Đây, cô người đẹp đang ở đây. Quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ em sẽ cho anh với Út Mini với Huy và cùng khán giả chiêm ngưỡng khả năng múa gì? Em múa gì? Múa bộ belly dance. Belly dance. Tay ngán quá giờ mọi người nữa. Bao lâu rồi em không múa? Dạ 2 năm. 2 năm trời rồi không múa, nhưng mà hôm nay vì anh lên mà em múa. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chiêm ngưỡng nha. Cô nàng tuyệt vời này sẽ múa ra sao? Rồi, nhạc lên. Đẹp luôn các bạn. Lần đầu tiên mình mới thấy một cô gái tóc dài, da trắng, eo thon mà múa bùng tuyệt vời như vậy đó. Số 1. Em học từ ai cái kỹ năng này? Dạ em tự coi. Tự coi? Bắt chước trên YouTube hả? Trời ơi. Quá siêu. Rồi. Thì múa bụng thì chúng ta không được sử dụng phần trên. Chỉ có phần dưới đất thôi. Wow. Lần trên lúc nào phải đứng. Bụng thì phải. Wow. Nhất là cục đánh hồng. Đánh hồng vậy đúng không? Đánh hồng. Nhưng mà nó cũng giúp cho chúng ta tăng mỡ. Tăng mỡ bụng. Tại vì khi đánh như vậy nè, nó sẽ các bạn ơi, mình xin tiết lộ một chi tiết hết sức thú vị. Đây không phải là một thiếu nữ, đây mà là một cô gái đã có một con rồi. Một con rồi nha các bạn. Mà còn có thể nhảy những điệu như thế này quá là tuyệt vời. Em sinh nở cách đây bao lâu à? Đúng hơn thì mới được 1.5 năm thôi. Mới 1.5 năm, trời ơi. Tại vì bé em mới được 1.5 tuổi thôi.
Trời ơi, vậy mà da bụng của nó không hề có một cái vết rạn nứt nào nha các bạn. Tuyệt vời luôn, mà nó có lỗ đốm, nó còn có cái kim cương lấp lánh ở đây nữa. Cái đó làm sao để được như vậy? Đã ra em đã có học này rồi. Sợ. Sợ. Vừa sợ chứ nào, bữa nào dắt anh đi sợ, anh không thích, không có hậu gì cho đó. Sợ ở đâu, sợ mũi hả? Sợ, anh cũng sợ đó á. Còn lại em có sợ chỗ đó thôi, chứ còn sợ chỗ nào nữa không? Không. Tốt. Lúc mà sinh ra bình thường không ạ? Cháu thì bình thường, tại vì cũng nói chung mang cháu 12 tháng là mổ từ vũ. Mổ xong rồi cũng bắt đầu là cũng như những đứa trẻ khác thôi, bình thường cũng chơi, ăn chơi, bữa sốt thì sáng. Cái đêm nó sốt thì sáng của nó thì để cho cháu đi bệnh viện, nhưng sáng cháu đòi uống nước. Dậy mới 5 giờ sáng là dậy rót nước cho nó uống, thì nó đang uống tự nhiên nó giật, nó bực lên cái thì nó té ngửa ra, là tay chân nó giật, nó trợn mắt luôn. Thế là nó sùi cái bọt mép. Sùi bọt mép xong nó bắt đầu hả, là cô mới la lên ở xóm, mấy người dậy sớm tôi tập thể dục, tôi nghe chạy qua là giả đọt, nó muốn đổ vô như gọi là như cấp cứu với nó cho nó. Rồi cái chú đó, chú rút cái tay vô, chửi cái miệng là cắn lủng tay chú luôn, cắn đứt lưỡi rồi. Thế là đưa đi cấp cứu ở Nhi Đồng. Cấp cứu Nhi Đồng xong rồi là mấy ngày sau, như là đưa đồ cho nắm thì nó rớt hết. Nó hai tay nó cứ giật. Nó giật qua hết cái cơn co giật nó rồi, nhưng đi chạy chữa rất là nhiều, 30 năm chạy chữa không được, rồi bác sĩ ý qua rồi cho mổ, nó rút cái gân lại. Cơ của nó từ từ nó mất đi, đi 175 kia là không có bệnh viện nào không mặc cháu. Các bạn thân mến, các bạn muốn biết là MV đây sống mà mưu sinh bằng nghề gì không ạ? Thì bây giờ chúng ta cùng ghé thăm bàn làm việc nho nhỏ của MV nha. Đây, nó nằm ở góc này ạ. Rất là nhiều dụng cụ điện tử ở đây. Đây, những thiết bị như thế này là em dùng vào việc gì? Cái này thì để em livestream cái app. Trên đó thì sẽ có một cái điện thoại, một bộ số kẹt. Thì có bộ số kẹt này có thể mình có thể hát và cũng có thể đổi giọng. Giọng con nít này kia, đoạn lao này kia, để có thể thu hút hơn người xem về cái câu chuyện. Còn lại chúng ta sẽ đèn, view và mọi thứ, để cho khi mình like nhìn nó sáng và nhìn nó thu hút hơn. Rồi. Vậy giờ em có thể là set up một buổi like cho anh xem thử ha, cho anh hiểu cái cách mà em làm việc đó. Khi like thì đầu tiên sẽ cần cái đèn. Sẽ bật cái đèn này lên. Để bắt đầu sẽ... kéo màn lên nữa. Ban ngày thì không cần thiết nhiều. Và khi em like thì em sẽ bị ngồi nói chuyện, giao lưu với mọi người ở trên đây và trả lời những câu hỏi khi mà mọi người hỏi. Tại vì khi em like thì em cũng sẽ sử dụng bằng chân. Đó là em bấm điện thoại hay em sẽ ngồi, nhưng mà em bấm điện thoại nè. Ví dụ em khởi động cái máy đó lên. Ví dụ khi ví dụ như đây, khi em like em sẽ để cái này xuống. Để xuống. Rồi. Chỉnh cho đúng vị trí của mình thì bắt đầu mình sẽ bật thiết bị lên. Rồi bật nhạc lên thì chúng ta sẽ có một cái máy để kết nối nhạc vô. Rồi. Để mình mở nhạc. Rồi. Khi mà xong thì bắt đầu sẽ bật like và đợi đủ mọi người vô, mình sẽ chào mọi người. Có thể ngồi nói chuyện giao lưu, mọi người hỏi gì em sẽ trả lời đó. Rồi. Thì có thể nhiều lúc mà thì đa số phòng em like á thì view cũng 400-500. Thì nhiều khi mọi người vô ngồi ngó em vậy đó, sao em ngồi nhìn mọi người vậy? Rồi em bắt điện thoại em hỏi mọi người ơi. Tại sao không ai cầu phím vậy? Thì em thì được cái mệnh danh là Lệ Tẩm. Mọi người hay gọi em là nghệ sĩ Lệ Tẩm. Lệ Tẩm hả? Dạ. Anh Lệ Rơi đi hát rồi thì bây giờ em là Lệ Tẩm. Thì em thì nhiều bài em hát thì khá là ok. Còn nhiều bài thì em hát thì giống như tra tấn người ta vậy đó. Nên em nói bây giờ nếu mọi người không cầu phím thì em hát. Giờ em hát. Bắt đầu là em sẽ hát những bài hát mình chọn. Có nhiều bài chưa bao giờ nghe. Chưa bao giờ hát. Em cũng bật lên hát luôn. Hên hên thì tự khắc nó vô tâm. Xui xui thì
à, đường đường ai nấy đi à, đường nhạc, gì đó. Nhạc đường tiếng đường à. Đúng rồi, nhưng mà mọi người thì giống kiểu như riết ra thành cái bị ghiền á à. À, ngồi hát vậy chứ mọi người vẫn cứ im ru à. Không ai lên tiếng à. Nhiều khi em hỏi đừng nói với em bị ngộ độc âm nhạc rồi nha mọi người, mới cào phím lên cái tới khi mà mọi người cào phím mọi người nói là tay chân bủng rủng tê tái hết rồi, nó không có lực để mà cào phím. Ừ. Nhưng mà có một số bạn thì nói em không cào đâu. Ừ. Hay là anh hay mình không cào đâu. À. Cào nhiều quá liệt bàn phím. Ngồi ngó được rồi. À. Thì ngộ lắm. À, cào phím lên để nói chuyện thì sợ bị liệt màn hình. Ừ. Nhưng mà ngồi thả tim. Ừ. Thả 100 tim, 1000 tim thôi không sợ liệt. Đó. Vậy đó. Em nói chung là giống như cái room mà bị lời nguyền á. Ừ. View ví dụ như view 500-600 cũng vậy. Ừ. Mà chừng chục người cào phím à. Còn lại ngồi coi thôi. À, em tra tấn anh thử một bài coi. Điều em không muốn anh cũng đã đến, vào một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói. Chúng ta chia tay, đau lòng quá đi. Cho dù biết trước nhưng em đây vẫn cảm thấy sao tật bất ngờ. Wow, rất là ấn tượng. Tra tấn cũng ngọt ngào nhưng mà cũng đáng sợ. Thì một ngày thì em có thể là chọn cái khung giờ like. Ừ. Thì mình rảnh cái giờ nào thì mình lên cái giờ đó. Ừ. Cái khung giờ nhất thiết của em like đó là sẽ là bắt đầu 5 giờ chiều. Wow. Sẽ like cho tới 7 rưỡi hoặc 8 giờ em sẽ tắt like, nghỉ ngơi và ăn uống. Ừ. Và sau đó sẽ chăm bé. Yeah. Cho bé ngủ. Ừ. Đó. Action. Bạn muốn làm bạn với tôi hả? Không có đâu nha. Nhìn cái gì? Bạn nghĩ bạn là ai? Đẹp trai tài tử hả? Mà tôi thích. Còn anh kia, nhìn anh tôi thấy nửa nửa, tôi nghi lắm nhạc nghen. Mà nhìn cũng ngon chứ bộ. Ngon chỗ nào? Ăn được thôi dẹp nào? Luôn đi. Ăn được không mà ngon? Không ăn được thì cũng chấm chấm mút mút được chứ bộ. Cũng liếm láp hả? Thôi chấm mút được rồi đừng liếm láp. Thôi bỏ đi nghe hơn, chị về với nhau. Về dành đầm với tôi hay gì? Bởi vì son thắng ở nhà còn ít lắm. Vậy ha? Ừ. Ừ, còn cái gì lấy một cái đi, son đây không thiếu. Thôi lấy về nước qua đi. Chơi khôn vậy ai chơi lại má. Ê, nước qua đu bay mà. Về đó ra đu dây điện qua lấy. Nha. Đi đẹp vừa đu vừa bay luôn. Đúng rồi, đu dây điện nha. Người ta thì nói đu dây điện, điện dịch tê tê mà chết từ từ đó nha. Không, thứ này sống dai lắm. Bởi vậy nhìn mặt là tôi biết mà. Ừ, dai hơn đĩa không? Dai hơn đĩa? Ừ. Vậy thứ này dòng quỷ gì rồi chứ không phải là người. Đúng không? Vậy luôn. Ủa là do mấy cái clip hài trên TikTok là em tự chế à, hay là theo sao? À, một có một số cái em tự chế, một số thì nhép theo. À. Đó thì bây giờ mình nghĩ nào mình thấy được đường mình chế đó. Cũng giống có cái đoạn mà em tự em quay em tự diễn. Em vừa là em mà vừa là một cái người khác. À. Chạy qua chạy lại qua lại. Đó em làm thử một đoạn đó lại coi đó. Okay. À, em kêu tên em luôn. À. Ê Vy Vy, tao nói mày nghe này nè. Gì, nói đi, nghe nè. Bây giờ mày nghe tao nói không? Mày nói đi rồi tao nghe. Mày nghe tao mới nói. Mày không nói là gì tao nghe. Giờ nghe tao nói nha. Thì nói đi, tao nghe. Ok, tao nói nè. Mà tao quên rồi. What the hell? Tao tức á. Tức cái lồng ngực á. Có nhiều bạn thì cũng nói là cái trường hợp này mình cũng bị gặp, giống như là nói qua nó lại hồi nó tao quên rồi. Lúc mà nhỏ thì cô phải bươn chải. Yeah. Ở nhà 6-7 tuổi mặt tay như vậy mà ở nhà lo cho hai em nữa. Yeah. À, cũng giặt đồ nấu cơm. Yeah. Và hồi đó là giặt tay thôi. Yeah. Nấu cơm làm thức ăn rồi quét nhà lau nhà ở nhà mà chút xíu mà nội ai xóm ai cũng nói hết á. Yeah. Cho đến cái năm mà được 15 tuổi là cô cho đi học. Yeah.
hồi nhỏ thì mấy sơ thấy tội á, mấy sơ biểu đưa vô ở cho mấy sơ là nó biết viết hồi năm lớp 1. Nhưng mà hả bắt đầu là vô là viết nó tập bằng chân. Nó kẹp hai bút rất là khó, nó kẹp bút rất là khó ở chân. Nhưng nó tập thời gian là bắt đầu nó viết được. Và dùng bằng chân, viết bằng chân là bây giờ hoàn toàn bằng chân hết bộ luôn á. Anh cũng muốn em chia sẻ thêm cái con đường vì sao em đến với Bigo và cái cách mình kiếm tiền và thu nhập như thế nào, có ổn cho cuộc sống mình không? Dạ thì cũng ổn. Nói chung là ở trên đó thì cũng khá là, cũng giống như ở ngoài, công việc cũng có sẽ cạnh tranh với nhau. Nhưng mà nếu mà mình sống cũng nhờ fan và những người giúp tặng quà cho mình thì họ yêu quý mình thì họ vẫn sẽ luôn sát cánh với mình. Đó. Thì mình sẽ nhận những món quà đó của họ và bắt đầu sẽ có hưởng ứng là quy ra một cái số tiền nhất thiết ở công ty, họ sẽ là ở công ty sẽ là chi trả. Đó thì cái công việc Bigo này thì em biết cái Bigo này là năm 2015. Thì lúc đó em chỉ lên chơi thôi chứ không có dự định là sẽ làm idol. Nhưng mà sau thời gian tới năm 18 thì bắt đầu kiểu như là lúc đó em, mọi người nói là, tại vì thật sự lúc em chơi Bigo mọi người không ai biết em bị như vậy cả. Và sau đó thì em quyết định là bây giờ mình không buôn bán, tại vì em cũng có bán hàng online nữa. Thì nó cũng gọi là không có ra vô nhiều. Thì em thấy mọi người cũng đăng ký được thì em quyết định em hỏi em đăng ký thử. Và lúc đó em quyết định em công khai cho mọi người biết như vậy thì một số bạn thì đã biết em lâu rồi thì rất là bất ngờ và trách em. Nói là tại sao lại không nói mà lại giấu. Có cái gì đâu mà không nói lại giấu như vậy. Có nhiều bạn thì khóc kêu là trời ơi không thể nào mà tin được á. Ta nhìn nhà người cũng ngon chứ bộ đó hả? Ở trong cái hành động này cũng lâu rồi không có trai đẹp. Nhưng mà ta thấy người có vẻ còng quá đó. Thẳng một xíu đi, vậy mới được chứ. Tiểu yêu của ta đâu rồi đó hả? Dạ đây nè. Được, nhà người đưa hắn vô chọc phòng cho ta đi. Dạ ta làm. Bởi vậy tiểu yêu, kéo vô đưa phòng luôn. Quang, Quang. Sao dạ? Sao tự nhiên nhìn hắn ta ngán mở. Dạ mở. Dạ mở. Mở lên mà. Thôi nhốt hắn vô đại lao trước đi. Khi nào dám mở rồi đưa cho bà. Cô đồ gì? Hay này, cô. Tôi chỉ có mặt qua mẹ. Thôi hay quá. Ví dụ mà cái chân đó. Trước khi mà lên đây thú thực thì anh cũng có xem qua cái TikTok của em á, thì anh rất là ấn tượng trước một cái clip mà em giống như là em phản ứng lại những cái khán giả mà người ta họ có những kiểu như những lời nói mà mình cảm thấy bị tổn thương hoặc là người ta nói nhưng người ta không suy nghĩ kỹ á. Thì ví dụ như trường hợp anh đang quay đây, em xem anh là một cái điện thoại thì em nói lại cái clip đó để xem khán giả trên kênh Độc Lạ Bình Dương á, thì có thể chia sẻ cái góc nhìn của em. Nếu mà ví dụ như thì giờ em sẽ ví dụ cái câu bình luận đã như vậy rồi mà không biết thân phận mà tại sao thế này thế kia á, thì em sẽ nói là cái thứ nhất, không có điều luật nào cấm những người như Vi phải không được làm điều đó. Thứ nhất, những người như Vi, những cô gái như Vi cũng là con gái có quyền làm đẹp. Thứ hai, ba mẹ Vi không cấm thì bạn không có quyền gì lên tiếng. Vậy có người thì trêu chọc nó, rồi có người nói là thí dụ bây giờ cháu như là mẹ đơn thân thì mày ác miệng ác mồm nói hả, ủa bị cái tay vậy mà cũng có con được hay sao cái này nọ đó. Nên cháu nó rất là buồn. Cháu nói chẳng lẽ tay như vậy mà không thể nào mà có em bé được. Và tất cả mọi phụ nữ, người ta thường nói không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho bản thân mình. Và cũng không có điều luật nào, ủa nhất thiết bị như vậy là mình phải cam chịu số phận không? Những người giống như Vi cần những cái tình thương thật sự và gọi là trong trái tim mọi người thật sự yêu mến trao tặng chứ, chứ không phải là cần những cái tình thương mà thương hại. Vì những người như Vi á cũng có cảm nhận của mình và cũng có quyền được làm những thứ mà mình muốn. Tại vì chỉ có khác với mọi người cái là
có thể là bị cái tay cái chân cái này kia nó không giống mọi người thôi, nhưng còn lại cảm xúc và tất cả mọi thứ đều giống mọi người chứ không có thua kém gì cả. Nhưng mà chỉ có một câu thôi, chắc gì bạn có thể mạnh mẽ như những người như vậy. Ok, anh rất là thông cảm và ủng hộ cái góc nhìn của em. Bởi vì phải cần những người mạnh mẽ và những người nói chung là dám phản kháng, dám đối đầu với những cái nguồn dư luận trái chiều á, thì đó là cái cách mà tiếp sức cho những bạn mà khiếm khuyết giống như em. Mà em thì cũng có từng nói là thật sự là những người giống như em, đặc biệt là những bạn nữ, mấy bạn nam thì có thể sẽ mạnh dạn hơn. Nhưng mấy bạn nữ rất là ngại, đặc biệt là ngại cho những người khác giới và ngại rất là nhiều thứ. Thì em muốn nói là em muốn truyền cảm hứng cho tất cả, kể cả những cái bạn mà giống như là bình thường nhưng mà hay mệt mỏi trong cuộc sống, hay gọi là có suy nghĩ là tiêu cực, thì cũng sẽ suy nghĩ khác đi. Và những cái bạn giống như em cũng sẽ phấn chấn lên hơn là ủa, tại sao mình phải như vậy, mình không làm một cái gì đó cho bản thân mình, miễn là mình không làm sai là được. Mình làm đúng và mình không quá lố, mình không có gì, và những thứ mình làm á, nó không có gọi là đi sai hướng là được. Chứ không cần nhất thiết là bây giờ như vậy ngại, xong rồi người này người kia nói là mình phải sống, tại vì mình sống cho bản thân mình chứ không phải là mình sống cho người khác. Tại vì bây giờ gia đình mình không nói mình thì họ cũng không có quyền nói mình. Tại vì họ cũng chưa nuôi mình một ngày nào cả. Nên là em cũng chỉ muốn truyền cảm hứng cho mấy bạn là những, nhất là những bạn như em, cứ mạnh dạn thể hiện bản thân của mình, có tài năng gì hay là như thế nào cứ thể hiện đi. Mặc kệ những người những cái lời mà không hay. Cái việc mà em liên kết, cái kết nối với kênh Độc Lạ Bình Dương á, thì chắc là em cũng trăn trở nhiều ha. Bởi vì cái kênh Độc Lạ Bình Dương á, thì cái lượng người theo dõi rất là đông. Hiện nay là có hơn khoảng gần 1,1 triệu rồi, người theo dõi trên Facebook, và hơn 700,000 người theo dõi trên YouTube. Nghĩa là một cái kênh cũng là đông đảo khán giả. Thì em mà dám liên hệ và xuất hiện trên kênh á, thì anh nghĩ là chắc em cũng trăn trở ha. Dạ, thật sự là em thì mọi người thì nói là thôi bây giờ chị đăng ký, chị đăng ký trên kênh của anh Phú đi. Tại vì em coi biết cái kênh anh cũng khá là rất là lâu rồi. Em cũng nhanh chóng đấy trời, không biết coi sao ta. Rồi cũng xong rồi, sau mọi người nói là ok, chị sẽ thử. Thì em quyết định em mới lúc đầu là comment trong trang thôi. Nhưng mà cũng được, mình cũng được fan cứng ở trong trang chứ bộ. Ồ vậy hả? Em cũng được fan cứng trong trang chứ bộ. Thì nói ồ, tại vì em chỉ like thôi chứ em ít comment lắm, nhưng mà vẫn được fan kính. Thì cái comment vô thử thì thấy cũng không trả lời. Cái hôm đó xong rồi thôi, cũng thôi. Cái vài ngày sau không biết quyết định sao lại thử nhắn tin. Thì trên cái trang đó kiểu như trả lời tin nhắn tự động thì phải. Thì trên cái số Zalo em đã copy cái Zalo đó và qua nhắn tin liền luôn. Mà nhắn tin ít nhất cũng phải gần cả tuần á. Thì bắt đầu bên anh mới trả lời. Thì em nghĩ là chắc là trời ơi, nếu mà anh trả lời rồi cũng phải đợi ngày sắp xếp rồi như thế nào. Nhưng mà em không nghĩ là vừa anh trả lời ngày trước, ngày sau là nói thứ tư này anh lên. Anh đi công việc anh lên thì em rất là bất ngờ. Cũng chia sẻ với em là hiện nay thì hệ thống bên anh nó có nhân sự yếu quá, quên lộn, nhân sự ít quá, nên là cái không có thời gian không đủ để trả lời hết những cái bình luận. Nhưng mà mấy bạn á, là khi mà đưa thông tin qua mà anh là người thẩm định đề tài cuối cùng, đưa một cái là anh thấy em cái là anh thấy hay quá, là anh đang định đi Quảng Ngãi mà cái vì cái hình ảnh và clip ngắn mà em gửi qua cho anh là anh chuyển hướng đánh xe thẳng lên Đà Lạt luôn. Thì đúng là em nói trời em không nghĩ là sẽ nhanh như vậy. Trời, xong rồi nghe thôi rất là rung lắm. Em nói tận có dịp rồi hồi hộp rung. Anh rất là xúc động khi mà nghe những cái câu chuyện cũng như là những cái trở ngại của em á, khi mà phải xuất hiện trước dư luận rồi đối đầu với những nguồn bàn tán trái chiều. Anh hy vọng là sắp tới thông qua những cái clip trên kênh Độc Lạ Việt Nam cũng như là Độc Lạ Bình Dương thì khán giả của anh cũng như là những người xem kênh thì họ sẽ hiểu hơn về em, và từ những ý kiến trái chiều thì người ta sẽ chuyển qua là yêu thương và chia sẻ những câu chuyện, những khó khăn của em nhiều hơn. Rồi anh chúc em là thành công hơn, xinh đẹp hơn ha, sẽ sớm tìm một tấm chồng. Em đang tìm chồng không? Có kênh anh là chuyên tìm chồng á? Chứ em không có tìm đâu. Đã vậy hả? Khi nào tới thì tới. Chứ nhiều khi tới thì chắc cũng quen, chứ còn cưới thì nó còn xa xôi quá. Vậy hả? Trời ơi, đúng là mẫu gái hiện đại, từ quen với cưới mà nó xa xôi. Trời, quen nhưng mà cảm thấy không biết là có hợp không, mà kêu nghĩ tới chuyện cưới nó quá xa. Nhiều, với lại nhiều khi ở vậy nó còn thoải mái hơn.
Rồi ok đấy. Rồi, chúc em thoải mái tự do ha. Ừ. Sống dạy cho đàn ông hạt thèm. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. À, các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.